Làm thế nào để phát hiện ra sóng ngành Chỉ cần 5 phút thôi Anh em nghe anh em sẽ hiểu được hết Và một vài những cái kinh nghiệm cơ bản đánh sóng ngành là gì Và những cái nguyên tắc trí mạng mà anh em cần phải quan tâm là gì Đầu tiên anh em phải hiểu là sóng ngành là gì Định nghĩa Sóng ngành là sóng cả ngành đánh Nó không phải là một con Đấy gọi là sóng ngành Cả ngành đấy có 10 con đánh cả 10 Đấy là sóng ngành trong đầu tư Thứ hai Chúng ta phải hiểu đó là cái Nguyên tắc đánh sóng ngành thì Có mấy cái nguyên tắc Thì đầu tiên cái nguyên tắc số 1 Là phải có kỳ vọng Ngành đấy phải vẽ được kỳ vọng Ví dụ Thực ra là ngành nào nó sẽ có cái kỳ vọng của nó thôi Tự nhiên nó sẽ vẽ lên thôi Ngành nào chẳng có lái Cổ nào, nào có lái Không có lái như gái không chồng Đội chứng khoán nó là KRX bất động sản nó là đếm cua đất, công à, nghiệp thì nó là chiến tranh thương mại, xuống chuyển dịch, hay là đầu tư công, đếm cua đầu tư công, con số đầu tư công trung hạn, nó rất nhiều những cái kỳ vọng, Vậy số 1 nó phải có kỳ vọng về ngành đấy, không có kỳ vọng con cua càng to thì sóng ngành càng mạnh, con cua càng nhỏ sóng càng yếu. Đầu tiên là cái kỳ vọng Cái số 2 là sóng ngành Là sóng đánh Phải có một con đánh trước Phát tín hiệu trước Ví dụ sóng khu công nghiệp này, này là SSC phát tín hiệu trước Là GVR phát tín hiệu trước Các bạn không để ý Nó phát tín hiệu trước rồi Và cái con đó nó phải đủ sức Để nó phát tín hiệu Ví dụ như là sóng bất động sản Đầu năm 2023 là đích phát tín hiệu từ 9 đánh đến 17 đấy Ví dụ sóng chứng khoán cho 22423 Là VCI phát tín hiệu Là FTS là BSI phát tín hiệu Anh em hình dung ạ à? Nó đều có những cái con nó phát tín hiệu trước Cái số 3 Là sóng ngành là sóng không phải đánh một con Mà sau khi con đó phát tín hiệu rồi Thì cả ngành nó phải chạy cả ngành nó phải chạy tiền nó phải vào cả ngành tức là ngành đấy ví dụ có 10 con 10 con chạy hết 10 con đánh hết đấy mới gọi là sóng ngành không thì đấy không gọi là sóng ngành ok đấy là về một vài cái định nghĩa Vậy nếu các bạn đánh sóng ngành thì các bạn cần phải lưu ý những cái điều gì và các bạn được hưởng lợi gì từ cái việc các bạn đánh sóng ngành thứ nhất nếu các bạn đánh sóng ngành các bạn sẽ được bảo kê bởi toàn ngành tiền nó vào cả ngành rồi nó không thể ra trong một ngày một hai ngày được và khi bạn vào như vậy bạn sẽ được sự bảo kê rất lớn vì thế lợi nhuận của bạn tốt. bạn hình dung không ạ, giống như kiểu là bây giờ là uh, rất nhiều nhà đầu tư đang đầu tư vào một khu, toàn nhà đầu tư lớn thôi và các khu bên cạnh tự nhiên là gì, nó cũng ồ ạt ồ ạt nên cả huyện nó được đầu tư rất là mạnh. và khi cả huyện được đầu tư thì bạn đầu tư vào đó bạn được bảo vệ bởi những cái nhà đầu tư khác, rất nhiều thằng cùng cùng chung một chiến thuyền và trong đó có cả thằng to thằng bé. Tại vì là bạn vào một cái khu đấy một mình rất áp lực. Thì bây giờ là cả khu đấy có rất đông và trong đó có cả những người tiền lớn. Có những người có quan hệ. Thì bạn được bảo kê là cái số 1. Cái số 2, khi bạn chơi được sóng ngành ý, lợi nhuận của bạn sẽ tốt. Bạn mà mua đúng điểm thì lợi nhuận của bạn đâu đấy khoảng khoảng 20 đến 30 Sóng ngắn nhé. Còn nếu chu kỳ thì có thể x2, x3 Tính bằng 5 ấy, Nếu mà con cua đấy có kỳ vọng rất là tốt Giống cái điều một mình nói Còn nếu ngắn hạn trong vòng khoảng 2 đến 3 tháng có thể là khoảng 20 trăm là rất bình thường nhé. Rất bình thường. Anh em có nhìn lại sóng ngành ở chứng khoán năm ngoái, năm 2023 ấy. Nhẹ tênh phát X2 từ đấy. Anh em có nhìn VCI đai từ bao nhiêu lên bao nhiêu. Cái nhìn STH từ bao nhiêu lên bao nhiêu là anh em biết BSI từ bao nhiêu lên bao nhiêu SHS Bây giờ anh em quen vào bằng giá mới Nhưng anh em không để ý lại sóng ngành trước đó nó như nào Thì cái việc mà 20-30% trong vòng khoảng 2 tháng Mình nghĩ là tương đối là khả thi Mình nói cái mức khiêm tốn đấy nha Còn vẽ ra sợ anh em này bảo đếm cua Ok Và cái thứ ba là cái tham minh thời gian sóng ngành Thời gian sóng ngành trong ngắn hạn Ngắn thì nó rơi vào khoảng 2,5 tháng ngắn rơi vào khoảng 2,5 tháng. Từ nền. Từ cái nền giá. Ấy. Còn dài thì nó tính bằng cả chu kỳ, Từ 2,5 đến 5 năm. 2,5 năm đến 5 năm nếu bằng dài. Thì tùy cái cách mà anh em đánh thì anh em phải phải tự tư duy. Ví dụ như là có những sóng ngành nó X7 X8 từ đáy cơ, đáy chu kỳ cơ. Nhưng anh em chỉ ăn X2 X3 thôi, mình nghĩ anh em rút lui hợp lý. Cái thứ hai đó là sóng ngắn ấy có những sóng nó ngắn nó đánh khoảng 2,5 tháng mà nó lên 50% mươi cơ nhưng mình nghĩ hai mươi là hợp lý để rút lui dần tất nhiên anh em phải bám theo một số những cái chỉ báo kỹ thuật nữa để anh em có thể hâu tiếp một phần hai hàng còn lại thì bán một phần hai thôi ví dụ như thế đây mình nói cái kinh nghiệm thôi ok đấy và anh em mua sóng ngành thì anh em cái số 4 là anh em mua sóng ngành thì anh em nên chọn những con đầu ngành và thậm chí là anh em có thể chọn những cái con mà phía sau cũng được Không có vấn đề gì hết Đã gọi là sóng ngành tất cả đều chạy Chỉ sợ sóng một con thôi cơ không ăn được thôi Nếu mà tiền nó đã vào cả ngành thì không phải lo Thậm chí là có những con nó chạy sau nó còn chạy khỏe hơn những con chạy lít cơ Đấy chuyện hết sức bình thường và cái thứ năm ấy là điểm mua của anh em mà sai thì anh em kỳ vọng ít thôi ví dụ như anh em không mua được ở nền không mua được ở rũ bỏ không mua được ở vượt đỉnh nền đầu tiên thì công đu bám ít thôi và ăn hốc ít thôi Thúc 7 không 15% thôi là lượn Đánh gậy gọi đánh đầu cơ Chứ không vào giữa chừng Nửa thịt nửa mỡ tưởng ngon Rũ chết Áp lực ngắn hạn chết nhá Không thể so sánh với những ông mua đúng điểm được gọi người ta gọi là điểm mua hợp lý cực kỳ quan trọng Thế những ông lã sóng đây Vậy thì muốn nhìn ra sóng ấy Cuối cùng chốt lại là muốn nhìn ra sóng ngành ấy Thì các bạn phải có bằng đấy cái yếu tố cơ bản đã Cái đầu thứ hai ấy Bớt nghi ngờ lại Tức là những cái gì các bạn thường hay phân tích ấy Các bạn thường hay nhìn ấy Là những cái nó không giống như suy nghĩ của các bạn Nhưng Mà thị trường luôn đúng Các bạn nên nhớ là như vậy Ví dụ đã thấy được sóng công nghiệp rồi Đã thấy cả ngành nó đánh rồi Thì chấp nhận đấy là con sóng Ví dụ thấy chứng khoán đánh rồi Chấp nhận đấy là con sóng Không được phản bác lại Các bạn phản bác lại các bạn càng chết Tiền nó vào cả ngành Nó không phải vào một con Vì thế muốn thoát ra được Nó phải cần thời gian Mà nó vào cả ngành rồi Nó phải đánh lên đây là những cái kinh nghiệm của mình nhẹ nhẹ vậy thôi. bây giờ nhớ tạm thời là như thế đã dành chia sẻ anh em tiếp nhé chúc anh em đầu tư thành công